Xin chào các bạn hiền đã quay trở lại màn hình desktop của mình và chúng ta đang ở ngày thứ 4 trong loạt bài làm chủ Camtasia trong 5 ngày. Như vậy là còn một bài nữa là chúng ta sẽ kết thúc series này và ở nội dung bài này thì các bạn sẽ được tìm hiểu về quy trình biên tập một video một cách bài bản. Bây giờ thì để biên tập thì chúng ta cần phải thêm cái nội dung cần chỉnh sửa vào. Thì ở đây mình có cái bài mà mình đã chuẩn bị sẵn, đó là cái bài mà giới thiệu về các tính năng cần biết trong Camtasia. Thôi, chọn cái bài đó là tìm hiểu về các hiệu ứng đi. Chúng ta add vào khu vực đó là list bin. Để một video hoàn chỉnh thì nó sẽ gồm 3 phần, đó là intro. Intro hay còn gọi là introduction, đó là cái phần về giới thiệu về cái nội dung hay là giới thiệu về cái logo, slogan, cái câu slogan hay là cái câu thương hiệu gì đó. Thường thì người ta sẽ chọn về giới thiệu về nội dung video, nhưng ở đây mình chọn đó là cái giới thiệu về intro, intro về cái logo á. Tiếp theo chúng ta cần một cái outro, nếu mà những ai làm YouTube thì chúng ta cần một cái outro về kêu gọi về subscribe, ủng hộ hoặc là nội dung của video sau để giữ được lượng khán giả, giữ được cái lượng người xem nó không có bỏ kênh. Chúng ta còn một đoạn nhạc nền. Rồi, như vậy là đủ. Thì đầu tiên thì mình sẽ thêm vào intro. Thì intro lúc nào cũng phải đầu video hết, không thể nào mà bỏ cái intro phía sau video được. Như thế là video bạn không đạt yêu cầu. Bây giờ là phần chính. Phần chính này thì chúng ta sẽ cần loại bỏ. Loại bỏ từ đây. Tính năng list này bạn đã được tìm hiểu ở các bài trước rồi thì mình không nói lại. Nhờ thêm vào transition để làm một cái con mắt cho để khán giả xem một cách trôi chảy. Các bạn xem. Ok. Tiếp theo là gì nữa nè? Là chúng ta cần phải kéo cái âm lượng video này lên. Vì khi mà bạn quay thì có thể âm lượng nó sẽ nhỏ, thì các bạn vào phần audio và kéo cái thanh này lên, thanh volume. Và chọn review để nghe xem phù hợp chưa. Và chúng ta sẽ kéo cái phần thanh này qua để xem một cái tổng quan về timeline. Để chúng ta chọn phần cuối. Rồi, không cần thiết. Cắt từ đây đi. Ok, rồi cắt bỏ đi. Bây giờ chúng ta sẽ thêm về cái đoạn outro. Outro này thì có hay không thì cũng không quan trọng, nhưng mà theo mình mà nghĩ là nên có một cái outro. Ok, cắt từ đây, bỏ phần này và thêm vào một cái transition. Tăng một chút âm lượng lên. Ok. Tiếp theo là chúng ta sẽ thêm một cái nhạc nền. Ở đây mình chọn là nhạc về thềm. Nhiều người thì chọn nhạc remix hay là nhạc giật gì đó. Tuy nhiên thì ở đây mình chỉ sử dụng nhạc thềm để cho cái tâm hồn nó an lạc. Giảm âm lượng xuống nha các bạn. Nhạc nền thì chúng ta phải giảm âm lượng xuống, để không thì nó sẽ lấp mất cái âm thanh của cái nội dung. Cái phần nội dung này nó bị lấp á. Ta phải kéo nhạc nền xuống. Ở đây mình dùng 12 là đẹp.
Ok, nghe có vẻ ổn đấy. Rồi, video tới đây là hết thì chúng ta cũng bỏ phần nhạc nền còn lại đi. Ok. Như vậy là xong về intro, xong về outro và đã có nhạc nền phía dưới để điểm điểm lên để người xem có thể. Nếu mà nội dung không hay thì cái phần nhạc nền nó sẽ cú lại, thì người xem thay vì xem nội dung thì người xem có thể nghe nhạc. Rồi, đối với những video tutorial là hay là gọi là những video hướng dẫn người ta về phần mềm thì các bạn cần che đi cái phần ngày tháng đi. Thì trong đây thì mình chọn cái phần đó là Cloud, các bạn còn nhớ lơ không ạ? Đây, đây là cái tính năng sẽ giúp mình che những thứ không cần thiết, không cho người xem biết. Tính năng lơ này dùng như thế nào thì mình đã nói trong video trước, thì hôm nay mình cùng lặp lại cho các bạn, đó là lơ dùng trong việc che đi những phần không muốn khán giả thấy, đó là những như là số tài khoản, mật khẩu hay là khuôn mặt của người nào đó mà bạn cần không muốn cho khán giả xem. Từ nào. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thêm vào cái logo để biết rằng video này từ kênh của ai, kênh nào, để làm cái thương hiệu nhận dạng. Đây là cái hình logo và mình khuyên các bạn là nên để ở định dạng PNG, PNG. Cái file này, hình ảnh này nó khác với cái file JPEG, là chúng ta lọc bỏ cái nền và để lại đối tượng duy nhất. Đây, chúng ta nên để vào góc phải để khi người xem video này thì biết à, video này từ cái kênh của cái thằng Lại Quẻn nè, tao hay xem nó bóc phét lắm, tao biết. Thì nhờ cái video này mà người xem sẽ biết à, từ kênh nào, tên từ kênh nào của ai, đúng không? Video này do cái intro này mình tự làm bằng Photoshop nên nó xấu quắc à. Rồi, còn gì nữa không ta? Ok, như vậy là cũng thấy cũng tương đối ổn rồi ha. Kiểm tra lại xong, bây giờ thì chúng ta sẽ xuất bản cái video này ra. Các bạn chọn cái mục đó là Reduce and Share và chọn cho mình cái độ phân giải. Bạn thích thì bạn cho độ phân giải 1080 hoặc là 720. Ở đây thì mình chọn độ phân giải là 720. Bấm vào nút Next để tiêu đề video. Tiêu đề này bạn tự gõ hay là copy gì cũng được. Bỏ phần này đi, chọn để lại cái phần này thôi. Bỏ cái phần này luôn nha. Cái phần này là sau khi bạn xuất bản thì nó sẽ tự động chạy cái video không cần thiết. Chọn cái đường dẫn. Đường dẫn bạn muốn lưu ở cái thư mục nào? Mình lưu ở trong phần đó là desktop. Trong cái mục đó là ngày 3. Và để chữ để nhận biết đây là rồi, để chữ final đi. Ok, bấm vào nút Finish. Thì lúc này thanh
render đã làm việc. Và bạn có thể thấy chỉ số phần trăm đang chạy, thì khi cái thanh này chạy đủ 100% thì cái video của bạn đã được xuất bản thành công. Nếu mà trong quá trình chạy nó có lỗi hay là bị not debugging hay là hack stop working thì mình chia buồn với các bạn, là các bạn phải edit lại từ đầu và render lại. Một cái mẹo nhỏ là trước khi mà các bạn tiến hành khâu render này thì các bạn nên xây lại, lưu lại sang một cái thư mục. Và nếu nó có bị lỗi thì các bạn chỉ cần open cái xây nó đi, open cái xây nó vào, thì những thiết lập trong lúc mà các bạn xây sẽ được khôi phục lại hoàn toàn. Và lúc này bạn chỉ cần render thôi chứ không có làm lại một chi cho mệt nữa. Rồi bây giờ mình sẽ đợi nó xuất bản xong thì mình sẽ chia sẻ với các bạn tiếp. Rồi render được hơn 50% rồi, thì để 50% còn lại không vi phạm thì mình sẽ tâm sự với các bạn. Mình tạo cái series này chỉ để thử nghiệm khả năng sư phạm và dẫn dắt vấn đề trong việc chia sẻ về phần mềm. Đây là series đầu tiên nên cũng không có tránh khỏi việc hướng dẫn rườm rà nè, có những thuật ngữ mà chưa giải thích hết, cũng như là nói lắp bắp, nói khó nghe vì mình là dân miền Nam nên nói có thể những bạn ở khu vực về miền Bắc có thể không nghe được, thì mình có gì thì mình xin lỗi và cảm ơn các bạn đã xem cái series này. Và có gì thì có thể góp ý ở trong phần comment để mình chỉnh sửa ở những series làm chủ những phần mềm tiếp theo, vì chúng ta sẽ đi lên chứ không thể nào mãi ở cái ao làng trong thời gian này được. Đây chỉ là một phần mềm đòn bẩy để chúng ta đi lên, và trong tương lai chúng ta sẽ bay qua những phần mềm khác như là Rosolusser, Adobe Premiere, After Effects, Corel Studio, Audirestore và nhiều những phần mềm về đồ họa, về dựng phim và cả những phần mềm về hoạt hình 2D và 3D đến từ đất nước Hoa Kỳ. Và mình sẽ chia sẻ cho các bạn lần lượt trong những series làm chủ. Và bên cạnh đó là những phần mềm nhỏ nhỏ nhưng nó lại là một công cụ đắc lực trong quá trình làm việc với YouTube của những người mà tham gia kiếm tiền với YouTube. Thì mình sẽ làm phần mềm như là tool chia sẻ với các bạn. Cái đó không phải gọi là những lên được cái series làm chủ, tuy nhiên đó là những video chia sẻ cách hướng dẫn, cách cài đặt hay là những chiêu trò thôi. Còn những phần mềm lớn thì sẽ có series làm chủ. Nếu mà bạn thấy những phần mềm nào chia sẻ có chữ làm chủ thì đó là những phần mềm lớn và cần được bài bản. Còn những phần mềm nào chia sẻ ở định dạng chỉ có một video, hai video là hết thì đó là những phần mềm tẻ tẻ mà mình muốn gửi chia sẻ đến các bạn. 67% rồi nè, đợi một chút nữa. Mình tham gia YouTube bắt đầu từ tháng 12 năm 2015 thì phải. Đúng rồi, năm 2015, tháng 12 2015. Thì đến nay cũng được hơn một năm. Và hiện tại thì đang làm YouTube full time. Mình cũng không có nhận là mình rồ hay là tài giỏi ở cái lĩnh vực này, vì mình kiếm thì cũng được đủ ăn bánh ăn kẹo thôi. Tuy nhiên thì mình hướng của mình đó chia sẻ về các phần mềm chứ không phải là về những thủ thuật về YouTube. Tuy nhiên mình sẽ có những bài mà mình biết để chia sẻ đan xen để không bị nhàm chán. Các bạn có thể thấy trên cái banner mình để chữ đó là dựng phim và YouTube.
thì mình chỉ kênh này chỉ chia sẻ về hai lĩnh vực đó. Ngoài ra thì có những lĩnh vực linh tinh tàn tàn thì chỉ chiếm phần ít thôi. Tuy nhiên thì chú trọng hai cái phần đó là các phần mềm về dựng phim, thứ hai đó là chia sẻ về những cái YouTube mà mình biết. Và phương châm chia sẻ của mình đó là tôi chia sẻ như thể ngày mai tôi không còn nữa. Đây là câu slogan mình dùng để chia sẻ với các bạn trên kênh YouTube để thể hiện sự chia sẻ trong chân thật và không có gì để giấu giếm cả. Vì khi mà chúng ta ra đi thì chúng ta không có mang theo những gì đâu, thì chúng ta nên chia sẻ đi để lại những giá trị. Vì kiến thức là của nhân loại mà, nên chúng ta của nhân loại thì nên trả nó về cho nhân loại. 80% tốc độ render cũng khá là chậm vì máy tính của mình chỉ là ở mức tầm trung. Nếu mà máy tính của bạn sử dụng những cỗ máy có sức mạnh về phần cứng thì nó sẽ ren rất là nhanh, nó chạy một cái rẹt là có thể xong một video. Tuy nhiên máy mình khá là yếu trong việc render vì đây là đang sử dụng trên máy laptop. Những máy render thường là những máy để bàn và đó là những máy có cấu hình mỏng như là workstation, và RAM sử dụng là RAM từ 16 đến 32 GB vì RAM là một yếu tố quyết định trong render cùng với vi xử lý. Mặc dù máy tính mình cùi bắp vậy nhưng mà vẫn đu đeo theo được Adobe Premiere 2017 và cả Thunderbird 2017 hai phần mềm này vẫn có thể chạy trên máy tính của mình. Thì xem ra thì mình vẫn may mắn hơn là một số bạn khi mà những máy tính của các bạn, những bạn đó không chạy nổi hai phần mềm này, vì hai phần mềm này rất là tuyệt vời trong việc làm video. After Effects chuyên về kỹ xảo và Premiere chuyên về edit và chỉnh sửa biên tập video. Sau này các bạn sẽ gặp lại hai hùng tướng này trong chia sẻ của mình. Ngoài lĩnh vực chia sẻ về dựng phim thì mình sẽ chia sẻ các bạn về lĩnh vực về animation, về các phần mềm dựng hoạt hình trong việc hỗ trợ các bạn trong việc xây dựng video về bán sản phẩm hay là những video marketing hay là những video cho trẻ em. Kiểu nào thì mình cũng chơi tới hết, các bạn cũng đừng có lo, mình sẽ từ từ chia sẻ cho các bạn. Coi nào, gần rồi, 94% rồi. Hèn nãy giờ ngồi tán dóc với các bạn, nó cũng thời gian nó cũng trôi qua nhanh quá. Mới đây 90% rồi nè. Bây giờ đang là 11 giờ đêm nên lý do mà những video gần đây mình chia sẻ tiếng mà các bạn nghe nhỏ đó là do mình phải nói nhỏ thôi, vì đêm mà người nhà mình còn ngủ thì mình cũng không dám hét to đâu. Nói nhỏ nhỏ vừa nghe thôi, nếu mà nhỏ quá thì bạn giúp ý để mình những video sau mình nói hét lên chút. 99%. Rồi, ok. Khi mà render xong thì các bạn bấm cho mình đó là finish. Và trở về cái thư mục mà chúng ta đã bắt nó lưu lúc nãy, đó là thư mục ở desktop, thì các bạn hãy thấy đây là cái file video, cái file thành phẩm. Thì lúc này thì các bạn có thể up lên YouTube, up lên các phần các trang web mà có
có chia sẻ video hoặc là chia sẻ cho bạn bè, người thân, gia đình. Ngoài những video về này thì các bạn có thể sử dụng những video từ điện thoại, từ các thiết bị ghi hình mà các bạn cũng thể biên tập y như vậy. Nó không có khác chút gì hết á, cũng cắt ghép chỉnh sửa rồi xuất bản. Các bạn có thấy rất là đơn giản phải không ạ? Các bạn cũng đâu có cần dùng những cái hiệu ứng mà mình đã giới thiệu như là caption, cursor effect đó. Cái này chỉ giới thiệu cho biết là Canva có hỗ trợ tính năng này thôi, chứ quá trình biên tập thì chúng ta chỉ có sử dụng cái tính năng list thành layers, hiệu ứng transition và ghép lại cho nó có trình tự, có logic. Như vậy là để truyền tải nội dung đến người xem, như vậy là đạt yêu cầu. Rồi ok, đây là quy trình biên tập video ở mức cơ bản. Cảm ơn bạn đã xem video này và đã dành ít thời gian nghe mình nói chuyện. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn sẽ gặp lại mình ở bài số 5, là bài cuối cùng, đó là xóa sổ Camtasia 8.6 ra khỏi máy tính của bạn. Nghe ghê quá ha. Xóa sổ. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Chúc thành công.